Kết thúc Fed, ý tưởng táo bạo được Elon Musk nhằm ủng hộ để tăng thêm quyền lực cho Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ sắp tới. Tân Tổng thống Trump công bố danh sách ngũ hỗ tướng khuynh đảo chính trường Hoa Kỳ khiến phe Dân Chủ cũng phải cúi đầu nể phục. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tin chắc Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm việc tốt với NATO. Thật nhảm nhí và fake news, chiến thắng của Donald Trump làm chia rẽ đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Đội ngũ ban biên tập BTV Epoch Times kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 12 tháng 11 năm 2024. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, trả lời bài đăng trên mạng xã hội của thượng nghị sĩ Mike Lee để kêu gọi phép chịu sự chỉ đạo của Tổng thống. Ông Musk đã đăng biểu tượng cảm xúc 100 để ngầm phát đi sự đồng thuận. Thượng nghị sĩ Lee nhấn mạnh bài đăng của mình bằng hashtag anti fed mặc dù ngắn gọn nhưng bình luận của ông musk phản ánh một chiến dịch gây sức ép trọng hơn đối với sự độc lập của fed có thể hình thành trong chính quyền tiếp theo của tổng thống trump trước đó chủ tịch fed jerome powell cho biết ông sẽ không từ chức nếu tổng thống trump yêu cầu ông làm như vậy điều này cho thấy mối quan hệ giữa chủ tịch fed và tổng thống đắc cử sẽ một lần nữa rơi vào vùng nguy hiểm sự độc lập của fed được thiết lập nhằm mục đích trao cho ngân hàng trung ương khả năng định hình các quyết định về chính sách tiền tệ, chẳng hạn như tăng hoặc giảm lãi suất dựa thuần túy trên dữ liệu về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ trong tương lai. Nhưng trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, tổng thống Trump không ngần ngại phá vỡ truyền thống và công khai gây áp lực với ông Powell cùng các quyết định chính sách của ông. Trong số chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, tổng thống Trump cũng thường xuyên đề xuất ý tưởng tự cho mình tiếng nói trong chính sách của Fed nếu ông giành chiến thắng tại tòa Bạch Ốc một lần nữa. Trong phát biểu vào tháng 8 tại một cuộc họp báo tại câu lạc bộ My Lego của ông ở Florida, tôi cảm thấy rằng tổng thống ít nhất cũng nên có tiếng nói trong đó. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp của tôi, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, tôi đã rất thành công và tôi nghĩ tôi có bản năng tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, những người sẽ làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang hoặc Chủ tịch của nó. Tân Tổng thống Trump công bố danh sách ngũ hậu tướng cuynh đảo chính trường Hoa Kỳ khiến phe dân chủ cũng phải cúi đầu nể phục. Quý khán thính giả thân mến, nội bộ của nhóm phụ tá thân cận của tổng thống Đắc cử Donald Trump được cho là đang rất sốt sắng, trước giờ được chọn vào các vị trí quan trọng trong chính quyền tương lai. Gần như ngay lập tức, khi tổng thống Trump nắm chắc phần thắng trong cuộc đua vào tòa Bạch Ốc, điện thoại của các nhân vật thuộc đội ngũ tổng thống Trump đã bắt đầu đổ chuông liên tục. Cuộc trò chuyện tại một số bàn ăn trong phòng họp chính ở mai Lago cũng bắt đầu chuyển sang chủ đề ai sẽ là nhân viên phục vụ nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống đắc cử tổng thống Trump. Những cuộc thảo luận nhẹ nhàng, vui vẻ và rất cởi mở trong khuôn viên câu lạc bộ Mar-a-Lago của tổng thống Trump. Gần như mọi bàn tại Mar-a-Lago đều kín chỗ. Những người có mặt tại Mar-a-Lago hôm đó nói rằng Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump Jr., Chelsea Gabbard, Tom Barrack cùng Howard Lunick và Linda McMahon, những người sẽ phụ trách nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump đã có mặt ở tư gia nhà Trump ở West Palm từ sớm. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã công bố hàng loạt lựa chọn cho các vị trí trong chính quyền Mỹ sắp tới. Đáng chú ý là dàn ngũ hổ tướng đầu tiên được lựa chọn hứa hẹn sẽ khuynh đảo chính trường Hoa Kỳ. Tất cả đều là những bậc anh tài, những vì sao tinh tú giúp Tổng thống Trump xây dựng nước Mỹ trở lại vĩ đại. Danh sách này sẽ còn tiếp tục nói dài cho tới ngày 20 tháng 1 năm 2024 trước giờ Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. 1. Dân biểu Hạ viện bang New York Lee Zeldin được chọn làm quan chức đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. 2. Dân biểu Hạ viện bang Florida Mike Walsh sắp ngồi vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia. Ông Walsh từng có kinh nghiệm phục vụ quân ngũ, từng chỉ trích Tổng thống Joe Biden mạnh mẽ về đợt trúc quân hỗn loạn tại Afghanistan. Chính trị gia này nổi tiếng với lập trường cứng rắn với Trung Quốc, chú trọng tới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. 3. Chức vụ đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc sẽ do dân biểu Hạ viện bang New York Eli Stefanik đảm nhiệm. Dân biểu Hạ viện Stefanik là người gây quỹ hàng đầu của đảng Cộng Hòa, từng lên tiếng bảo vệ Tổng thống Trump trong lần luận tội ông năm 2019, đồng thời chỉ trích các cáo buộc truy tố nhắm vào ông là cuộc săn phù thủy. 4. Cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ Tom Homan sẽ phụ trách công tác biên giới, an ninh hàng hải, lẫn hàng không cũng như chiến dịch trục xuất người nhập cư không giấy tờ. Tổng thống Trump ca ngợi chính trị gia này là nhân vật giỏi nhất trong lĩnh vực kiểm soát và quản lý biên giới. Trước đó, cựu giám đốc Homan từng phản đối chính sách cho phép tiểu bang không hợp tác với lực lượng liên bang thực hiện luật pháp nhập cư, chủ trương trục xuất toàn bộ gia đình người nhập cư không giấy tờ. Năm, Thượng nghị sĩ Tennessee Bill Hagerty, người liên tục kêu gọi các giảm viện trợ cho Ukraine ngay lập tức, được cân nhắc cho nhiều vị trí chưa rõ tỷ phú Elon Musk có tham gia chính quyền mới hay không, cho dù ông rất có ảnh hưởng tới tổng thống đắc cử. Hiện nhân vật này đang là một ẩn số. Tuần trước, tổng thống Trump cũng thông báo chọn bà Susie Wiles, một người phụ nữ cứng rắn, thông minh, sáng tạo và được mọi người ngưỡng mộ, nể trọng. Suzy sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ để đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại. Thật vinh dự khi Suzy trở thành nữ chánh văn phòng tòa bạch ốc đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ nhân vật điều hành chiến dịch tranh cử của mình làm chánh văn phòng tòa bạch ốc. Nhiều khả năng cấp phó của bà Wiles là cố vấn nhập cư. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tin chắc Tổng thống Trump sẽ tiếp tục làm việc tốt với NATO. Kính thưa quý vị, đề cập tới quan ngại quan hệ giữa chính quyền Trump và NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Haley đã loại trừ khả năng Mỹ sẽ rút khỏi liên minh. Ông đồng thời tin rằng yêu cầu của Tổng thống Trump đợi thành viên NATO ở châu Âu tăng thêm ngân sách quốc phòng là hợp lý. Những quan ngại ấy cũng xuất phát từ nhóm một số lãnh đạo ở phương Tây liên quan tới chiến tranh Ukraine. Sau sự tiết lộ về cuộc điện đàm của Tổng thống Trump với Putin, điều mà Điện Kremlin phủ nhận và điều đó là phản ứng từ chính quyền Zelensky. Trả lời phóng viên Sky News Anh, Bộ trưởng Quốc phòng John Haley dứt khoát loại trừ những đồn đoán và lo ngại rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ khiến Mỹ rời khỏi NATO. Liên minh quân sự hiện nay gồm có 30 quốc gia châu Âu, cộng với Mỹ và Canada các thành viên NATO phải tự ý thức được tầm quan trọng của liên minh. Họ nhìn nhận tầm quan trọng của việc tránh xa các xung đột hơn nữa ở châu Âu. Thực hiện các công bằng tránh việc lợi dụng nước lớn như Hoa Kỳ, bởi vì tất cả đều được bảo vệ như nhau, thì tất nhiên là phải hỗ trợ như nhau. Và tôi đã thảo luận vài lần rồi, các thành viên NATO ở châu Âu cần phải tăng thêm gánh vác của mình. Ông Haley nhắc nhở rằng, trong nhiệm kỳ trước của mình, năm 2017 đến 2020, Mặc dù ban đầu Tổng thống Trump cũng có những chỉ trích về NATO, nhưng cuối cùng chính quyền Trump từ đầu tới cuối vẫn làm việc với NATO và không có lý do gì khiến ông ấy sẽ làm khác đi vào nhiệm kỳ Tổng thống lần này. Theo The Washington Post báo cáo, dẫn nguồn tin giấu tên thân cận với Donald Trump, thì Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Năm tuần trước và trong cuộc gọi điện từ mar này, Tổng thống Trump đã đề nghị Putin không leo thang chiến tranh. Đây được coi là một trong những nỗ lực đầu tiên của Tổng thống Trump thực hiện lời hứa chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tính đến cuối năm 2023, 10 trong số 31 thành viên NATO tại châu Âu đã đạt điều mà khối liên minh quân sự này đặt ra. 2% trở lên GDP dành cho quốc phòng. Có dự đoán rằng đến cuối 2024 thì 23 trong số 32 thành viên thêm trụ sĩ sẽ đạt mức này. So sánh, thời điểm 2016 khi Tổng thống Trump đắc cử Tổng thống Mỹ lần một thì chỉ có 5 thành viên NATO tại châu Âu có ngân sách quốc phòng 2% GDP trở lên. Và vào thời điểm ông rời nhiệm sở vào 2020, con số đó là 9 thành viên. Stephen Mueller, CNN, còn tiết lộ thượng nghị sĩ Missouri, Eric Smith, trút khỏi danh sách ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Mỹ. Và thay vào đó là cựu chủ tịch Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ, Jay Clayton, đang trở thành ứng cử viên sáng giá. Thật nhảm nhí và fake news chiến thắng của Donald Trump làm chia rẽ đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Kính thưa quý vị, chiến thắng vang dội của Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là đang gây ra sự đấu đá và chia rẽ trong nội bộ đảng Dân Chủ tại Hạ Viện. Đảng Dân Chủ dường như bối rối, không hiểu tại sao Trump lại tái đắc cử một cách áp đảo và chuyển 48 tiểu bang sang cánh hữu trong quá trình này. Phe cực tả cho rằng đảng này chưa di chuyển đủ xa về phía tả, trong khi đảng Dân Chủ lập luận rằng việc thúc đẩy các chính sách cực tả đã không thu hút được cử tri. Một đảng viên dân chủ cực tả tại Hạ viện nói với Asia rằng một số trách nhiệm thực sự cần phải được thực hiện bởi ban lãnh đạo trong cơ quan. Chỉ cần hành động như thể chúng ta đang trong một cuộc meeting cổ vũ, nói rằng tất cả các bạn đã làm tốt, tôi nghĩ đó là chuyện nhảm nhí, hãy thừa nhận rằng chúng ta đã thất bại. Đảng Dân Chủ rất tệ trong việc giải trình. Một thành viên Dân Chủ của Hạ Viện nói với Asia, nếu chúng ta ở trong thế giới của một nhóm chuyên gia tư vấn và tất cả những gì quan trọng là có những ý tưởng hay thì chắc chắn có lẽ chúng ta có thể gọi đó là thành công. Tôi nghĩ rằng vấn đề chính trị bản sắc đang giết chết chúng ta." Một thành viên dân chủ khác của Hạ viện cho biết, "Bất kể bạn muốn nói gì về Kamala Harris và hồ sơ của bà ấy, bạn không thể cố gắng tuyên bố bà ấy là người ôn hòa của Joe Biden. Điều đó không chính xác. Sự bất đồng quan điểm trong nhóm dân chủ có thể sẽ lan sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026."